Inter Miami là câu lạc bộ cuối cùng của tôi. Vâng, bắt đầu từ hôm nay, đó sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của tôi. Tôi đang tận hưởng mọi thứ nhiều hơn vì tôi nhận thức được rằng ngày càng có ít đội bóng để tôi khoác áo. Tôi chưa sẵn sàng rời bỏ bóng đá. Tôi đã gắn bó với nó trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi thích chơi bóng, trải qua cuộc sống hàng ngày với nó. Nhưng đúng là tôi luôn có cảm nhận rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Đó là phát biểu mới nhất của Lionel Messi trong cuộc phỏng vấn trước thềm Copa America với đài ESPN. GOAT của chúng ta một lần nữa nhắc đến việc giải nghệ. Và lần này, anh đã tiết lộ rằng Inter Miami sẽ là đội bóng cuối cùng của anh. Điều đó đồng nghĩa với ngày chúng ta phải chia tay với tượng đài vĩ đại nhất thế giới bóng đá đang đến gần. 1 năm hay 2 năm nữa, sau tất cả những gì đã đạt được, Messi đã hoàn tất di sản bóng đá của mình. Và giờ anh có giải nghệ vào lúc nào, đó cũng là sự viên mãn. Nhưng câu hỏi lớn nhất cùng với người hâm mộ lúc này là liệu có còn kìm cho Messi tham gia World Cup 2026 giống như cách Zidane đã làm trước đây, hay Toni Kroos đang làm, giải nghệ trên đỉnh cao. Trước khi cùng yêu bóng đá tìm câu trả lời, anh em đừng quên truy cập FyGoal để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Messi đã thẳng thắn chia sẻ về dự định giải nghệ của mình. Anh cho biết: "Tôi nghĩ Inter Miami sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của tôi. Sự nghiệp bóng đá của tôi đã rất viên mãn và giờ là lúc để tôi tận hưởng những gì còn lại." Lời phát biểu này của Messi như một lời khẳng định về việc anh không còn muốn tiếp tục phiêu lưu ở những đấu trường khác mà sẽ dừng chân tại Inter Miami, nơi anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Messi còn nói thêm rằng anh không muốn tiếp tục thi đấu nếu cảm thấy không còn đóng góp được gì cho đội bóng. "Tôi sẽ giải nghệ khi không còn giúp được gì cho đội bóng." Điều này cho thấy Messi luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết và không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ đội nào, dù là Inter Miami hay đội tuyển quốc gia Argentina. Anh không chỉ thi đấu vì những danh hiệu cá nhân mà còn vì sự phát triển và thành công của tập thể. Messi cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của anh trong giai đoạn này là tận hưởng bóng đá và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. "Tôi không còn áp lực phải chứng minh bản thân hay giành thêm danh hiệu. Mục tiêu của tôi bây giờ là mang lại niềm vui cho người hâm mộ và tận hưởng những trận đấu cuối cùng." Những lời chia sẻ này của Messi cho thấy anh đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới của sự nghiệp, nơi anh có thể thư giãn và chơi bóng đá với tinh thần thoải mái nhất. Đây là thời điểm để Messi tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trên sân cỏ mà không còn bị áp lực bởi những kỳ vọng quá lớn lao. Những phát biểu của Messi không chỉ làm rõ hơn những dự định của anh trong tương lai mà còn thể hiện một thái độ tích cực và lạc quan về cuộc sống sau khi giải nghệ. Nhiều người hâm mộ hẳn thắc mắc vì sao Messi chọn Inter Miami làm điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp. Đó có lẽ là vì sứ mệnh và sức ảnh hưởng của anh tại nơi đây. En Pulga gia nhập đội bóng miền Đông nước Mỹ vào mùa hè năm 2023. Ngay từ những trận đầu tiên, Messi đã thể hiện tầm ảnh hưởng của mình, giúp Inter Miami xoay chuyển từ một đội bóng đứng bét bảng xếp hạng trở thành một thế lực mới đáng gờm trong làng bóng đá Mỹ. Chỉ trong 12 trận đầu tiên, Messi ghi 11 bàn và có 5 đường kiến tạo. Messi từng chia sẻ rằng một trong những lý do anh chọn Inter Miami là để trải nghiệm một môi trường bóng đá mới mẻ, ít áp lực hơn so với châu Âu. Sự thoải mái và sự tự do tại MLS cho phép anh được tận hưởng những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp một cách trọn vẹn nhất. Việc này không chỉ giúp Messi duy trì phong độ mà còn mang lại niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống cá nhân. Hơn nữa, gia đình của Messi cũng có một phần quan trọng trong quyết định này. Môi trường sống tại Miami thân thiện và thuận lợi cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là văn hóa Latin gần gũi và có nhiều người Nam Mỹ sống ở đây, giúp Messi cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân một cách tốt nhất. Tầm ảnh hưởng của Messi tại Inter Miami là không thể phủ nhận. Anh không chỉ là một ngôi sao sân cỏ mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng cho toàn đội bóng. Từ khi gia nhập, Messi đã giúp Inter Miami giành chức vô địch League Cup và đưa đội bóng lên tầm cao mới, thậm chí đang giúp đội bóng ở bang Florida đứng đầu MLS hiện tại. Sự hiện diện của Messi còn thu hút sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng như siêu sao bóng rổ LeBron James, DJ Khaled, nữ ca sĩ Camila Cabello, cùng nhiều người có sức ảnh hưởng trong làng giải trí, giúp nâng cao thương hiệu và giá trị thương mại của Inter Miami. Mặc dù Messi tuyên bố Inter Miami có thể là câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng anh cũng không loại trừ khả năng sẽ trở về thi đấu tại Newell's Old Boys, câu lạc bộ thời thơ ấu của mình tại Argentina. Messi từng có 6 năm gắn bó với Newell's Old Boys trước khi chuyển sang lò đào tạo La Masia của Barcelona vào năm 2000. Điều này cho thấy Messi vẫn giữ trong mình tình yêu sâu đậm với quê hương và mong muốn hoàn thành tâm nguyện khoác áo đội bóng quê nhà trước khi giải nghệ. Messi cũng từng bày tỏ rằng anh muốn con cái mình hiểu và cảm nhận được văn hóa và cuộc sống tại Argentina, điều mà việc trở lại Newell's Old Boys có thể mang lại. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả tình hình sức khỏe và phong độ thi đấu của Messi trong những năm tới. Một thắc mắc khác của người hâm mộ, trong bối cảnh Messi nói rằng thời gian của anh không còn nhiều, liệu anh có thể tham gia kỳ World Cup cuối cùng ngay trên đất Mỹ vào năm 2006 và giải nghệ ở đỉnh cao như một huyền thoại khác của bóng đá thế giới là Zinedine Zidane đã làm? Dù Messi quyết định giải nghệ tại Inter Miami, vẫn có nhiều vinh quang anh có thể chinh phục trong những năm tới. Danh hiệu MLS đang là mục tiêu mà Messi và Inter Miami hoàn toàn có thể đạt được ngay trong năm nay, dùng củng cố vị thế của anh và đội bóng trong làng bóng đá Mỹ. Thành tích này sẽ nâng cao thêm danh tiếng của Messi, vì trước đó, hai người bạn cũ là Henry và Ibrahimovic khi sang Mỹ cũng chưa một lần đạt được danh hiệu MLS. Quan trọng hơn, hợp đồng của Messi với Inter Miami kéo dài đến hè 2025 và có điều khoản tự gia hạn thêm một năm, đồng nghĩa với việc Messi có thể thi đấu đến hè 2026. Điều này mở ra cơ hội để anh tham gia World Cup 2026, giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp, giống như Zidane vào năm 2006. Zidane đã có một kỳ World Cup đầy cảm xúc và đáng nhớ khi dẫn dắt đội tuyển Pháp vào đến chung kết. Dù cuối cùng không thể giành cúp vàng, sự kiện này đã trở thành một dấu ấn trong lịch sử làng bóng đá, khẳng định vị thế huyền thoại của Zidane. Nếu Messi quyết định tham gia, đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, không chỉ đối với anh mà còn đối với cả làng tu cầu. Đối thủ chuyên kiếp của Messi, Cristiano Ronaldo, chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026 để níu giữ hy vọng cuối cùng. Nếu Messi cũng góp mặt, đây sẽ là một lời chào tạm biệt hoàn hảo và đầy cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Trước mặt, Messi vẫn tiếp tục dẫn đầu đội tuyển Argentina tham dự Copa America 2024. Với việc đã giành được Copa America 2021, Messi hoàn toàn có thể có thêm một danh hiệu quốc tế vào bộ sưu tập của mình nếu anh tiếp tục tham gia và giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng. Tóm lại, việc Messi chốt giải nghệ tại Inter Miami đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp lừng lẫy của anh. Những phát biểu gần đây của Messi cho thấy anh đã sẵn sàng tận hưởng những năm cuối cùng của sự nghiệp bóng đá mà không bị áp lực phải giành thêm danh hiệu. Với những thành tựu đã đạt được, Messi hoàn toàn có quyền thoải mái tận hưởng mỗi trận đấu, mỗi khoảnh khắc trên sân cỏ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Messi vẫn còn những chương đầy hứa hẹn phía trước. Trong tương lai gần, Messi có cơ hội giành thêm một danh hiệu Copa America vào mùa hè này, bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu quốc tế đã rất ấn tượng của mình. Mà anh hoàn toàn có thể tham gia World Cup 2026 ngay trên đất Mỹ, nơi có thể trở thành đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp anh, giống như huyền thoại Zidane đã làm vào năm 2006, để trở thành một lời chia tay đầy cảm xúc và trọn vẹn cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, bên cạnh những Pele hay Maradona.